Xin chào các bạn, ngoại hạng Anh vòng 21 đã đi được một nửa chặng đường, 5 cặp đấu 10 đội bóng đã hoàn thành phần tranh tài của mình. Với kết quả cụ thể như sau, Burnley và Luton đã có trận hòa với tỷ số 1-1 trên sân nhà của Burnley. Chelsea với chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Fulham. Man City đánh bại chíp chòe Newcastle với tỷ số 3-2 khi đến làm khách trên sân vận động St James Park. Aston Villa ngậm ngùi chia một điểm với Everton khi bị cầm hòa 0-0. Cuối cùng là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa Quỷ Đỏ và Gà Trống. Với tỷ số cuối cùng 2-2. Sau 5 trận đấu, bảng xếp hạng ngoại hạng Anh đã có những thay đổi đáng kể như sau. Trong cuộc cạnh tranh top 4, đang dẫn đầu vẫn là Liverpool với 45 điểm và Liverpool còn có một trận đấu vòng 21 với Bournemouth vào chủ nhật tuần này. Vị trí số 2 đang theo sát Liverpool là Man City. Sau khi đánh bại Newcastle, Man City có thêm 3 điểm, Man City có 43 điểm, chỉ còn kém Liverpool 2 điểm. Vị trí số 3 đang tạm là Aston Villa với 43 điểm. Vị trí số 4 là pháo thủ Arsenal có 40 điểm, nếu như ở trận đấu gặp Crystal Palace tuần này. Pháo thủ giành chiến thắng thì khả năng cao là Aston Villa sẽ rơi xuống vị trí thứ 4. Vị trí số 5 vẫn là gà trống Tottenham với 40 điểm. West Ham đang tạm ở vị trí số 6 với 34 điểm và vẫn còn một trận chưa đá với Sheffield United vào chủ nhật tuần này. Vị trí số 7 là Quỷ Đỏ có 32 điểm. Vị trí số 8 đang tạm là mòng biển Brighton với 31 điểm, kém Quỷ Đỏ 1 điểm và vẫn còn trận đấu chưa đá với Gu vào thứ 3 tuần sau. Vị trí thứ 9 là sự vươn lên của Chelsea với 31 điểm. Rơi xuống vị trí thứ 10 là Newcastle với 29 điểm. Vị trí số 11 là Gu với 28 điểm. Vị trí số 12 là Bournemouth có 25 điểm. Vị trí 13 đang tạm là Fulham với 24 điểm. Vị trí số 14 là Crystal Palace với 21 điểm. Vị trí số 15 là Nottingham Forest với 20 điểm. Vị trí số 16 đang tạm là Bayern Brentford với 19 điểm. Vị trí 17 thuộc về Everton với 17 điểm. Ba vị trí cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng vẫn không có gì thay đổi, khi ở vị trí 18 là Luton với 16 điểm. Vị trí số 19 là Burnley có 12 điểm và cuối bảng là Sheffield United với 9 điểm. Các trận đấu còn lại của vòng 21 ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này, các bạn nhớ đón theo dõi nhé. Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút thứ bảy ngày 20 tháng 1 năm 2024, pháo thủ Arsenal sẽ tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Emirates. Đây là trận đấu mà pháo thủ buộc phải thắng để vượt qua Aston Villa ở vị trí thứ 3 và không kéo khoảng cách thêm xa với các đội nhất và nhì bảng xếp hạng. Trận đấu thứ hai vào lúc 0 giờ 30 phút chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024, Brentford sẽ chạm trán với Nottingham Forest. Cả hai đội bóng đều có mục tiêu là có thêm điểm để trụ hạng thành công. Trận đấu thứ 3, vào lúc 21 giờ, chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024, West Ham sẽ đấu với Sheffield United. Trên bảng xếp hạng, West Ham đang rượt đuổi sát sao Tottenham. Nếu như trận này West Ham tiếp tục thắng và có thêm 3 điểm, West Ham sẽ có 37 điểm và chỉ còn kém Tottenham ở vị trí thứ 5 có 3 điểm. Trận đấu thứ 4, vào lúc 23 giờ 30 phút, chủ nhật ngày 21 tháng 1 năm 2024, Lữ đoàn đỏ Liverpool sẽ tiếp đón Bournemouth. Chiến thắng lúc này là điều bắt buộc với Liverpool nếu như muốn giữ vững ngôi đầu của mình trên bảng xếp hạng, khi mà Man City đang có cuộc hành quân thần tốc trên bảng xếp hạng và đe dọa ngôi đầu bảng của Liverpool. Trận đấu cuối cùng của vòng 21, vào lúc 2 giờ 45 phút, thứ ba ngày 23 tháng 1 năm 2024, là trận đấu của bầy sói Gu và mòng biển Brighton. Các bạn xem video xong nếu thấy hữu ích, cho mình xin một like với ạ. Cảm ơn nhiều.